Và bây giờ thí sinh nào sẽ xuất hiện đầu tiên? 1 phút 40 giây rất ngắn ngủi nhưng phải trình diễn hấp dẫn để mang về 50% số điểm từ ba vị giám khảo khó tính của chúng tôi. Và trên một điều nhảy rất sôi động đó chính là hip hop, thì thí sinh này đã rất xuất sắc để trở thành thí sinh đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Xin được giới thiệu Ngọc Sơn. Sau khi được nghe thấy là được gặp anh Nam Trung và được thay đổi diện mạo, tâm trạng của mình như vỡ òa lên. Hồi hộp nhất là khi mà anh ấy bảo mình nhuộm tóc. Đó là cái điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Sau khi mà mình đã nhuộm và cắt lại tóc thì mình cảm thấy như mình trở thành một người con trai có phong cách hơn, hiện đại hơn. Sau khi được thay đổi diện mạo, bây giờ bọn mình sẽ được bước vào một buổi chụp hình ở studio. Và cái cảm giác của mình bây giờ khá là hồi hộp. Mình cảm thấy mình đang tràn đầy năng lượng. Đến lượt mình vào chụp ảnh thì mình cũng khá là run. Những cái bước đầu thì mình khá là lúng túng trong việc tạo dáng. Đầu tiên sẽ là tạo dáng đứng và lúc đầu thì khá là ngại. Nhưng sau khi anh Hưng chỉ cho những cái dáng nhảy, mình đã cảm thấy khá là tự tin và thể hiện cái phần hình ảnh. Khi mà mình được xem lại những cái short ảnh thì mình cảm thấy rất là đẹp. Khi mà mình đã được thay đổi về ngoại hình, mình cảm thấy rất là tự tin với mái tóc, với khuôn mặt. Và đặc biệt hơn là những trang phục mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể mặc được. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái điểm yếu của mình là bưng bê rất là kém. Với bài đương đại lần này, mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Những cái đoạn bưng bê nó làm cho chị Lịch bị đau lưng. Vì mình vẫn chưa biết cách làm sao để sử dụng lực để nâng chị ấy lên. Qua bài đương đại này, mình cũng muốn cho khán giả cũng như ban giám khảo thấy được rằng cái sự ngọt ngào lãng mạn của một tình yêu nó đến rất là bất ngờ và tình cờ. Nó đẹp như thế nào, nó hấp dẫn như thế nào. Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Mặt Ngọc Sơn hôm nay rất là thon và đẹp như mặt anh Hoài Linh vậy. Không biết thì sao? Thực ra là mình cứ cố gắng vừa tập nhảy vừa tập gym đều đặn thì nó sẽ giảm tốt hơn ạ. Và cái cơ địa của mình sẽ tự thon gọn vào ạ. Có nghĩa là tập luyện thì cơ thể sẽ cân đối ốm đẹp hơn đó quý vị ạ. Và bây giờ là nhận xét của ban giám khảo. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi thấy trong vòng một tuần, mà tuần này có lẽ là cái tuần áp lực bởi vì các bạn phải diễn 2 bài. Và cái bài đầu tiên này tôi cảm nhận được một cái điều là các bạn phải bỏ cái công sức ra rất là nhiều. Các bạn có một sự kết hợp rất là hòa quyện với nhau. Không biết là cô Phạm Lịch nắng luyện thế nào mà động tác của Sơn khi Sơn diễn á, nó rất là dứt khoát và rất là mạnh mẽ, thể hiện rất là good. Nói chung là bài này tôi thiết. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời giám khảo Trần Huy. Giống anh Hoài Linh nói, mấy cái động tác giật mình kêu cái đó bằng hitting. Mấy cái phần hitting của em, mấy cái phần popping nó rõ ràng và nó rất là mạnh. Nhưng cái phần anh chưa hài lòng lắm là mấy cái động tác còn lại. Nó có mấy chỗ anh thấy em hơi gấp. Xong cái động tác nó chưa chắc chắn và nó chưa sạch sẽ lắm.
nha, thì em phải chú ý về cái đó. Nhưng mà cái bài này nó rất là nhanh và rất là khó. Bình tĩnh một tí xíu nữa và nó sẽ đẹp hơn. Nó có một cái bưng bê, anh thấy em hơi không có hỗ trợ lịch nhiều, em hơi quăng lịch qua đó, xong lịch bị rớt. Nhưng mà cũng đứng lên và nhảy tiếp. Thực sự cái bài hip hop này anh cũng rất thích. Và cái câu chuyện, cái lột xác mình thấy rõ ràng. Và cũng là một cái bất ngờ lúc cuối, lúc em la lên, anh rất thích. Nhưng em biết cái khả năng của em rất tốt. Thì em bình tĩnh hơn một chút xíu nữa. Và đúng là đẹp trai hôm nay ha. Sâu đẹp. Xin cảm ơn anh ạ. Xin mời giám khảo Đàm Bình Hưng. Với một cái khoảng thời gian rất là ngắn, các bạn có thể làm trọn nghĩa được cái phần thi dự thi của mình với đúng cái chủ đề mà các bạn đăng ký. Ngọc Sơn thì anh thấy cái việc giảm cân em đã làm cực tốt rồi. Ngày hôm nay em còn chứng minh cho mọi người thấy là cái khả năng nhảy múa của em. Những cái điều mà được hay chưa được thì các anh cũng đã nói rồi. Anh chỉ làm cái việc công việc tiếp theo là chúc mừng phần thi của em. Và xin mời ban giám khảo cho điểm phần thi này của thí sinh Ngọc Sơn. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Bài này tôi gửi đến các bạn 9 điểm. Cảm ơn anh. Xin mời anh Trang Huy Trần. 8 điểm. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn bạn và mời bạn về chỗ. Như vậy là một tiết mục đầu tiên vừa kết thúc rất mạnh mẽ và rất đẹp trai, đặc biệt là giảm cân rất tốt và dáng rất gọn gàng. Phải gọi chính xác đó là sự lột xác của Ngọc Sơn đó anh ạ.